bữa nay mình có chương trình đặc biệt là bữa nay làm lễ quy cho một Phật tử đang bệnh, bữa giờ mình cầu nguyện á, tại chúng cầu nguyện đó. Bữa nay mình làm cái lễ quy. Tâm nói với cậu gì mà rồi? Dạ. Dạ Phật, ông xã của con bác sĩ đưa đi siêu âm thận là quyết định nào ra à? Nó nhắn tin cho hay là nói với em đi siêu âm thận. Dạ. Như vậy không sao, gia đình có cái tâm hướng về tâm bảo lúc mà anh còn hiện tiền đó, mà bây giờ thì anh đang bệnh thì gia đình đại diện làm cái lễ quy, thì thầy sau cái giờ tụng kinh đó thì làm cái lễ quy cho anh, cho anh Lý, gia đình yên tâm, chị yên tâm. Giống như cô Diệu Thúy, cô Kim, cô Diệu Thúy cô mới nói đó, là giữ gìn sức khỏe để mình làm nhiều việc, còn ảnh đã bệnh rồi thôi gia đình cứ yên tâm nha. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ. Rồi mình học bài thầy như tôi đã chống chứ ông bữa nay chữa bệnh chứ ông tắm rửa nước không dở đi về Sài Gòn. À. Muốn thì tắm rửa nước. Mừng quá đi đại chống không. Anh nói để giới thiệu đại chúng là ông Thân á, bắt mạch và làm thuốc gia truyền cứu cho quý thầy quý sư cô, trong đó có Phật tử nữa. Bây giờ Covid cho nên ông Thân không có gửi thuốc qua được, chứ còn đúng ra là có người gửi thuốc qua đó rồi. Uống cũng tốt lắm, nó ngừa đủ thứ bệnh hết. Dạ, vừa nói cho đại chúng biết, còn gia đình chị Thủy đó, bữa nay với Toàn, với hai đứa con đại diện để làm cái lễ quy cho anh Lý, Nguyễn Công Lý. Bữa giờ mà đại chúng mình cầu nguyện đó, thì hôm nay mình sẽ làm cái lễ sau thời gian tụng kinh. Nghe rõ lắm Thân, nghe rõ. Bữa nay có cái chương trình đặc biệt, báo tin cho đại chúng biết chương trình đặc biệt. Tham gia từ hôm bữa tiếng từ ba chủ sản cả nước này chứ ông thắng được cho ông thích. Dạ được. Để đó cho ông chứ để tới không có sai gì. Dạ được. Ông Thân cứ yên tâm. Nửa tiếng lúc mà xong rồi ông Thân cứ ra nha. Để đón sư ông xuống. Hôm nay chương trình đặc biệt là mình sau cái giờ tụng kinh đó, mình làm cái lễ quy online. Lễ quy online cho gia đình chị Thủy, ông xã vừa bệnh bữa giờ đó, đại chúng cầu nguyện đó. Thì hôm nay mình làm cái lễ quy trên online cho ông xã của anh, cho chị và cho ba của mấy cháu. Hôm nay đại chúng sau cái giờ tụng kinh đó, chúng ta sẽ làm lễ này. Ca sĩ chính cho nên bữa đặt tất cả. À. Mừng quá những cái đó mày đặt như trong mỗi thành chứ. Mừng quá bạn cùng con thấy từ những hoa sen món tất vậy. Chúc mừng đại chúng. Giờ cha mẹ tôi có một bà có ông bà ông mua năm thành gặp đại chúng cười xin mừng quá mừng. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử gần xa. Hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2021. Chúng ta đang có mặt trên Zoom Phật Pháp Sinh Hoạt Pháp Nhãn Temple. Lời nói đầu tiên, xin đề đầu kính lễ toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử được an lành trong chánh Pháp. Chương trình hôm nay sinh hoạt gồm có thứ nhất là tụng kinh, thứ hai là làm cái lễ quy cho Phật tử bệnh nhân là Nguyễn Công Lý, có
đình chị Thủy và hai đứa con là tên là Toàn và bé Diệu Như để làm cái lễ quy cho ba, thì đại chúng nhờ cái năng lực của đại chúng đó, đại chúng yểm trợ dùm, hôm nay chương trình của chúng ta có sinh hoạt như vậy, và sau đó còn thời gian còn lại thì chúng ta sẽ học, sẽ có pháp đàm. Vậy chương trình hôm nay như vậy, kính trình cho đại chúng biết. Bây giờ mời đại chúng chúng ta bắt đầu tụng kinh. Dạ, Nam Mô Phật. Vui vẻ an lành và thánh thơi,
cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng Đông Nam đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hằn, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng Tây Nam đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng Đông Bắc đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng Tây Bắc đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng trên đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng dưới đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở bên trái đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở bên phải đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở phía trước tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở phía sau tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở xung quanh tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh thương yêu tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn và khổ đau. Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành và thảnh thơi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh
sinh thù ghét tôi đều được an toàn khỏe mạnh hạnh phúc và bình an, cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận bệnh tật đau buồn và khổ đau, cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ an lành và thảnh thơi, cầu mong cho tất cả chúng sinh không thân thiện với tôi đều được an toàn khỏe mạnh hạnh phúc và bình an, cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận bệnh tật đau buồn và khổ đau, cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ an lành và thảnh thơi, cầu mong cho con đừng có oan trái với ai, không có khổ thân không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc, cầu mong cho cha mẹ và anh chị em của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc, cầu mong cho thầy tổ và huynh đệ tỷ muội của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc, cầu mong cho các đệ tử của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc, cầu mong cho các đứa con của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc, cầu mong cho các bạn bè và các vị thiền trí thức của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc, cầu mong cho các bà con quyến thuộc và dòng họ của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc, cầu mong cho các đàn na thí chủ đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc, cầu mong cho tất cả pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chanting loving kindness. May I be safe, well, happy and peaceful, may I be free from enmity, disease, risk and suffering, may I take care of myself happily, freely and calmly, may all being in the eastern direction be safe, well, happy and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, bravely, and calmly. May all beings in the western direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, bravely, and calmly. May all beings in the southern direction be safe, well, happy, and peaceful. May they
day be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the northern direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the southeast direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the southwest direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the northeast direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the northwest direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the direction above be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the direction below be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the left side be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the right side be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in front of me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings behind me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings around me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings who love me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily,
Ripley and Camley are my own being who hate me. Be safe, well, happy and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief and suffering. May they take care of themselves happily, freely and calmly. May all beings who are friendly to me be safe, well, happy and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief and suffering. May they take care of themselves happily, freely and calmly. May all beings who are unfriendly to me be safe, well, happy and peaceful. May they be free from enmity, deceit, grief and suffering. May they take care of themselves happily, briefly and calmly. May I be free from the enmity to anyone, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May my parents and siblings be free from the enmity of one another, neither physical suffering nor mental suffering. I give the body and my own way before. May my patriarchs, teacher, sister, and brother in the Dharma be free from the enmity of one another, neither physical suffering nor mental suffering. Again, the body and my own way be sure. May all my disciples be free from the enmity of one another, neither physical suffering no mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May my children be free from the enmity of one another, neither physical suffering no mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May my brain and intellectual be free from the enmity of one another, neither physical body suffering and mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May my relative and lineage be free from the enmity of one another, neither physical suffering nor mental suffering. Give the body and my own way peaceful. My own honor and I'm giver be free from the enmity of one another, neither physical suffering no mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. May living thing and living being all over the planet be free from the enmity of one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and my own way peaceful. Nam mô the original master Sakyamuni Buddhaya. Nam mô the original master Sakyamuni Buddhaya. Nam mô the original master Sakyamuni Buddhaya. Ngày đêm an lành à, nguyện ngày an lành đêm an lành à, đêm ngày sau thời thường an lành à, tất cả các thời đều an lành à, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành à, đêm ngày sau thời thường an lành,
tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thuần gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thuần gia hộ, thế tôn dung mạo như vầng nguyệt, lại như mặt nhận phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, ấy xả từ bi điều tâm nhuần, thế tôn dung mạo như vầng nguyệt, lại như mặt nhận phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, ấy xả từ bi điều tâm nhuần, thế tôn dung mạo như vầng nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, ấy xả từ bi điều tâm nhuần, nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni, 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 nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. May the day be well and the night be well, and the day and night who sees them our visit on the various abyss for may the Buddha and Bodhisattva bless and protect earth, the continent of the world on the one, like the full moon or like the earth of the sun, side with the light of clarity, a halo of wisdom spread in every direction, enveloping on with love and compassion, joy and equanimity. Nam mô fully awakened Buddhaya, nam mô fully awakened Buddhaya, nam mô fully awakened Buddhaya. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay toàn thể đại chúng chúng con nhân khóa tu mùa đông, chúng con nhất tâm tụng kinh, rải tâm từ đến nhiều phương, nguyện chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư hộ pháp thiện thần, chứng minh gia hộ cho toàn thể đại chúng, chúng con lớn nhỏ được bình an, mọi việc được hanh thông trong đời sống hàng ngày. Và hôm nay xin cầu an cho toàn thể gia đình quý Phật tử Diệu Liên, Diệu Thúy, thiện hiền, nhũng mỹ, quảng giác, hoàng an, nguyên nguyện, huệ diệu huyền, từ bi lạc, đông lạc, diệu thọ, diệu chánh, hải triều, thanh tâm, chị Nhu, Thúy Liễu, Kiêm Anh, chị Minh, Phương Thảo, Minh Khôi, Minh Bản, và cầu nguyện cho toàn thể gia đình quý Phật tử Phan Thị Lệ Thủy, Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyên Quý, Nguyên Các, Nguyên Quảng Hiếu, Minh Bình, Diệu Hoàng, Trí Trí, Thiên Ngôn, Như Từ, Quảng Tú, chị Phương, Tâm Huệ, chị Hồng, Diệu Quỳnh, Diệu Âm, Minh Anh, chị Linh Đa, người Thái Lan, cùng toàn thể quý Phật tử đang nghe Pháp mà ở nhiều phương khác nhau, gia đình lớn nhỏ được bình an và hạnh phúc, thân tâm được vui khỏe trong Phật Pháp. Và hôm nay toàn thể đại chúng xin nhất tâm cầu
cầu nguyện cho bệnh nhân ân nguyện công lý, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1965, đang nằm tại bệnh viện Austin, tiểu bang Texas. Cầu nguyện cho bệnh nhân Võ Sao Nam ở đang bệnh tại Việt Nam, 64 tuổi. Cầu nguyện bệnh nhân người thứ ba tên là Huỳnh Thị Mỹ Hảo, pháp danh Phương Trâm, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1978. Cầu nguyện cho tam vị bệnh nhân sớm gặp thầy giỏi thuốc hay, mau mau lành bệnh về với gia đình, sống an vui và hạnh phúc. Phổ nguyện ta bà tỏa sáng đất Phật nở hoa, nước cam lồ rửa sạch lòng trần, đèn tuệ giác sáng soi tâm tối, hướng tâm không thối chuyển, nguyện chứng quả vô sanh, Phật đạo viên thành, chúng sanh đều độ khắp. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Phạm sanh quyết định chân ngôn, Nam mô A Di Đà Bà Dạ Ra Tha Dạ Ra Dạ Ra Đi Dạ Ta Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đăng Đâm Tì Di Đà Càn Đế Di Đà Càn Đà Dạ Nì Dạ An Ây Đà Càn Lê Ta Bà Âm Mô A Di Đà Bà Dạ Ta Dạ Ra Dạ Đi Ta Di Đi Đô Tì Di Đăng Đâm Tì Di Đà Càn Đế Di Đà Càn Đà Dạ Ni Dạ Na Đa Lệ Ta Ma Âm Mô Di Đà Dạ Ta Dạ Ra Dạ Điền Ta Di Đô Tỳ Di Đà Đâm Tỳ Di Đà Can Đế Di Đà Can Ta Dạ Ni Dạ Na Đa Lệ Ta Ba Trì Tùng Kinh Tâm Diệu Tạo Công Đức Vô Biên Đệ Tử Xin Hồi Hướng Cho Chúng Sinh Mọi Miền Pháp môn sinh nguyện học, ơn nghĩa sinh nguyện đền, phiền não sinh nguyện đoàn, quả phần sinh chứng nên, nguyện sinh về tình đồ. Xen nở thấy vô sanh, chư Phật và Bồ Tát là những bạn đồng hành, nguyện dứng hết phiền não cho trí tuệ phát sinh, cho tội chướng tiêu tan, hòa giác ngộ viên thành, phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tình thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam mô Phật Đà Gia. Đệ tử Gotama luôn luôn từ tình thức, công luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm chánh pháp. Nam mô Đạt Ma Gia. Đệ tử Gotama luôn luôn từ tình thức, công luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm tăng đoàn. Nam mô Sang A Ga Gia. Bồ đề diệu pháp biên trang nghiêm, tùy theo chỗ thường an lạc. Bồ đề diệu pháp biên trang nghiêm, tùy theo chỗ thường an lạc. Bồ đề diệu pháp biên trang nghiêm, tùy theo chỗ thường an lạc. Sharing the mirroring, reciting the training, practicing way of awareness, give right to benefits without limit.
We want to send a Bruce Recon the end. We want to offer tribute to parent, teacher, friend, and numerous beings who give guidance and support along the path. May the merits of this practice manifest on being and bring peace of prayer, spread diligent vow, and pay thankful respect to the triple jump. We are disciple of Gautama Buddha, our way aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recalling the light of the Buddha. Namo Buddha. We are disciple of Gautama Buddha, our way aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recall in the light of the Sama Namo Dhamma. We are disciples of Gautama Buddha, our way aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recall in the light of the Sangha, Namo Sanghaya. May we be well, may we be happy, may we be healthy, may we be peaceful, may we be free from suffering, risk, anger, delusion, hatred, violence, ignorance, and corona pandemic, quickly. And quickly, may the Buddha and Bodhisattva bless and protect on any time and anywhere. Sadhu, lana hai, excellent and well. Tâm từ đến nhiều phương vừa xong, bây giờ tiếp theo đây là cái lễ làm cái lễ quy y. Bây giờ thầy mời đại chúng chúng ta có mặt trong đạo tràng hôm nay, chúng ta một lòng để chúng ta nhất tâm để cầu nguyện cho yểm trợ cho một cái bệnh nhân vừa đang nằm bệnh viện rất là nặng, cả gần 10 ngày nay, trên dưới 10 ngày nay, là bệnh nhân Nguyễn Công Lý. Sinh ngày 7 tháng 5 năm 1965, đang nằm bệnh viện ở Austin này, tiểu bang Texas. Bây giờ mời đại chúng chúng ta một lòng hướng về để cầu nguyện. Thầy ở trong gia đình có chị Thủy, có Toàn và anh Thư, có hai đứa con không chị? Dạ có rồi. Đại chúng tất cả đều tắt mic hết, chỉ có gia đình chị Thủy, nhất là anh Thư và Toàn đại diện cho ba để đọc theo cái lời của thầy dạy. Khi mà thầy hướng dẫn, mời đại chúng chúng ta bắt đầu. Đại chúng chúng ta hướng lên màn ảnh để yểm trợ cho cái lễ quy này. Tiếng Việt là con đọc, phần tiếng Mỹ là bé Anh Thư nha. Bây giờ đại chúng đã thấy thầy đưa lên màn ảnh rõ không? Quý vị thấy rõ thì đưa cái tay lên.
À, rõ rồi, rồi cảm ơn đại chúng. Bây giờ mời đại à, bây giờ thầy hướng dẫn cho gia đình cháu nó bắt đầu làm lễ quy cho ba. Bây giờ mời đại chúng chúng ta một lòng để chúng ta hướng về để làm lễ quy nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay có gia đình quý Phật tử Phan Thị Lệ Thủy, Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Thị Anh Thư cùng thỉnh thầy Trừng Sĩ tại chùa trụ trì chùa Pháp Nhãn, thành phố Austin, tiểu bang Texas, hiệp Trung Quốc, Hoa Kỳ. À, thiết lễ quy làm người con Phật cho thân phụ, cho người chồng tên là Nguyễn Công Lý, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1965, đang nằm bệnh viện tại Austin, tiểu bang Texas. Cầu nguyện cho bệnh nhân sớm gặp thầy giỏi thuốc hay, mau mau lành bệnh về với gia đình sống an vui và hạnh phúc. Và gia đình cảm nhận được vô thường, hôm nay biết được thân phụ và người chồng của gia đình đang nằm bệnh viện, và phát tâm cung thỉnh thầy làm lễ truyền giới quy cho bệnh nhân Nguyễn Công Lý. Và cầu nguyện chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hộ Pháp Thiện Thần cùng toàn thể đại chúng yểm trợ cái lễ quy này cho chu toàn, mọi việc được hanh thông. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát Nga. Bây giờ tiếp theo là cái lễ quy phần tiếng Việt, thầy đọc một câu, toàn con đọc một câu, còn cái phần tiếng Mỹ thầy đọc một câu, là anh Thư sẽ đọc một câu. Khi mà đọc một câu thì má ngoài má lại xuống nha. Bây giờ mời đại chúng chúng ta nhìn lên màn ảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là lễ quy, mời đại chúng chúng ta nhìn lại màn ảnh và bắt đầu. Tội từ tâm, để thầy đọc trước rồi con sẽ đọc sau. Tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thấy điều không, thế mới thật là chân sám hối. Còn con đọc lại. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thải thì không, thế mới thật là chân sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Con đọc cho lớn lại, đọc cho lớn cho đại chúng chưa có nghe. Tội từ tâm khởi, tâm từ tịnh khởi, tình tiêu tập tâm tịnh thấy được tâm hết là chân sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. 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 Rồi gia đình là xá xuống một xá, lại xuống một lại. Thì thưa đại chúng, là khi mà mình làm lễ quy thì Đức Phật dạy rằng á, mình cũng như cái bình, hồi giờ mình đựng cái nước không có trong sạch, thì hôm nay mình hướng về Tam Bảo, hướng về Phật Tiền, chúng ta làm cái lễ quy thì chúng ta cũng giống như cái bình vậy, chúng ta đổ cái nước dơ ra, chúng ta chế cái nước sạch vào, đựng cái nước sạch vào, bằng cách là chúng ta đọc cái bài kệ này. Thì sau khi mà đọc cái bài kệ này là chúng ta có cái nước cầm đồ để chúng ta rửa cái tâm của mình. Thì nhờ như vậy cái tâm của mình nó trong sạch. Thì qua cái bài kệ sám hối này gia đình đã đọc rồi. Bây giờ tiếp theo thầy đọc tiếng Mỹ câu rồi đọc hết một bài rồi con anh Thư đọc lại nha. Sin arising from mind also need the mind to show repentance when the mind is already purified. Sin are immediately gone. The dispel sin and the purified mind gets empty. It is called the truthfulness of showing repentance. Rồi anh Thư đọc lại.
Hàm Thư. When the mind is already profiled, sins are immediately gone. The dispelled sins and the profile might get empty. It is called the truthfulness of soul liberty. Rồi, nghe tiếng chuông sáng một sáng. Ba con tên là Nguyễn Công Lý. Bây giờ mấy đứa con, thầy đọc hết rồi, mấy đứa con hai đứa con đọc lại cho thầy. Con nguyện thay lời ba đó, thì con phát nguyện thay vì ba con đọc thì có hai đứa con đọc. Con nguyện trọn đời nương tựa Đức Phật. Con nguyện trọn đời nương tựa chánh pháp. Con nguyện trọn đời nương tựa tăng đoàn. Hai đứa con đọc lại. Công lý. Con nguyện chọn đời nương tựa Đức Phật, con nguyện chọn đời nương tựa chánh pháp, con nguyện chọn đời nương tựa tam đoàn. Rồi sai xuống một cái, sai xuống một cái, sai không sai. My father name is Nguyễn Công Lý. I vow my whole life to take refuge in the Buddha jewel. I vow my whole life to take refuge in the Dharma jewel. I vow my whole life to take refuge in the Sangha jewel. My father name is Công Lý. I know my whole life to take him through in the Dharma Room. I know my whole life to take him through in the Sangha Room. Ba con tên là Nguyễn Công Lý. Con xin nương tựa Đức Phật. Nguyện trọn đời không nương tựa trời, thần, quý vật và những điều xấu ác. Hai đứa con là Công Lý, con xin nương tựa Đức Phật, nguyện chọn đời không nương tựa trời, thần, quỷ, vật và những điều xấu ác. Rồi, nghe chuông sao sao. My father name is Nguyễn Công Lý. I take refuge in the Buddha. I vow my whole life not to take refuge in the Brahma, God, demons and evil things. My father name is Nguyễn Công Lý. I take refuge in the Buddha. I vow my đọc ra lớn, đọc ra lớn lại. Con đọc lại, chưa nghe. Ai vào? Rồi con đọc lại hết bài đi. My father's name is Nguyễn Công Lý. I take this to the Buddha. Brahma, God, demons and evil things. Ba con tên là Nguyễn Công Lý, con xin nương tựa chánh pháp, nguyện trọn đời không nương tựa ngoại đạo và tà giáo. Ba con tên là Nguyễn Công Lý, con xin nương tựa chánh pháp, nguyện trọn đời không nương tựa ngoại đạo và tà giáo. Ba con tên là Nguyễn Công Lý, con xin nương tựa chánh pháp, nguyện trọn đời không nương tựa ngoại đạo và tà giáo. Ba con tên là Nguyễn Công Lý, con xin nương tựa chánh pháp, nguyện chọn đời không nương tựa ngoại đạo và tà giáo. My father name is Nguyễn Công Lý. I take refuge in the Dharma. I vow my whole life not to take refuge in the paganism and heresy. My father's name is Nguyễn Công Lý. I take refuge in the Dharma. I vow my whole life not to take refuge in paganism and heresy. My father's name is. Rồi, xa xuống một xa. Ba con tên là Nguyễn Công Lý, con xin nương tựa tăng đoàn, nguyện trọn đời không nương tựa thầy tà, những lời dạy tà, người xấu và những môi trường xấu. Hai đứa con. Ba con tên là Nguyễn Công Lý, con xin nương tựa tăng đoàn, trọn đời không nương tựa thầy tà, người xấu và những môi trường xấu. Ba con tên là Nguyễn Công Lý, con xin nương tựa tăng đoàn, không nên trở thành tà, những lời dạy tà, người xấu và những hoài chuyện xấu. Ba con tên là Công Lý, con xin nên trở tâm đoàn, nguyện chọn đời trở thành tà, những lời dạy tà, người xấu và những hoài chuyện xấu. My father name is Nguyễn Công Lý. I take refuge in the Sangha. I vow my whole life not to take refuge in wrong teacher, wrong teaching, bad people and bad environment. My father's name
with me complete. I take a food in the same time. I don't have my whole life not to take refuge in wrong teachers, bad people, and bad environment. Con đã nương tựa Đức Phật rồi, con không sợ rơi vào cảnh giới địa ngục. Lần thứ hai, thứ ba. I have already taken refuge in the Buddha. I do not fear to fall into a realm of a hell. Say again, please. I have already taken refuge in the Buddha. I do not fear to fall into a realm of a hell. Con đã nương tựa chánh pháp rồi, con không sợ rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. Con đã nương tựa chánh pháp rồi, con không sợ rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. Con đã nương tựa chánh pháp rồi, con không sợ rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. Con đã nương tựa chánh pháp rồi, con không sợ rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. I have already taken refuge in the Dhamma. I do not fear to fall into a realm of a hungry god. I have already taken refuge in the Dhamma. I do not fear to fall into a realm of a hungry god. Con đã quy tăng đoàn rồi, con không sợ rơi vào cảnh giới súc sanh. Con đã quy y tăng đoàn rồi, con không sợ rơi vào cảnh giới súc sanh. Con đã quy y tâm đoàn rồi, con không sợ rơi vào cảnh giới súc sanh. Con đã quy y tâm đoàn rồi, con không sợ rơi vào cảnh giới súc sanh. I have already taken refuge in the Sangha. I do not fear to fall into a realm of an animal. I have already taken refuge in the Sangha. I do not fear to fall into a realm of an animal. Ba của các con tên là Nguyễn Công Lý, vừa phát nguyện quy Tam Bảo xong, có pháp danh thầy cho là Tâm Ngộ. Your father, Nguyễn Công Lý, just took his vow to take refuge in the Triple Jump and had the Dhamma name Tâm Ngộ. Tâm có nghĩa là tâm lòng, ngộ có nghĩa là hiểu biết, là tâm lòng hiểu biết. Lúc này mà đang bệnh, đang nằm trên giường bệnh mà ba con có cái tâm lòng là hướng dẫn, khi mà ba còn khỏe đó, hướng dẫn cho gia đình làm cái múi giờ thích hợp sẽ trở thành người đệ tử của Đức Phật. Thì hôm nay cái duyên lành đó, nhà đã cảm nhận được cái bệnh sanh già bệnh chết, thì gia đình có liên lạc, nhất là con Toàn và anh Thư và má con có liên lạc với thầy để làm cái lễ quy cho ba con. Lúc này ba con đang nằm bệnh, thì ba con mặc dầu cái thân đang nằm bệnh viện nhưng mà cái tâm đang đỡ đây với đại chúng. Thì hôm nay hai đứa con và mẹ đã thay lời cho ba con đã phát nguyện làm đệ tử Phật, nương tựa Tam Bảo cho ba con. Thì ba con cái thần thức của ba con chứng tri cho. Và hôm nay ba con từ đây về sau, với cái sự yểm trợ của đại chúng, của quý Phật tử gần xa cũng như chư Tôn Đức và Tam Bảo đã yểm trợ, thì ba con có pháp danh là Tâm Ngộ. Tâm là tấm lòng, ngộ là hiểu biết Phật Pháp, là nhờ cái biết được cái bệnh cho nên ba con hướng về Tam Bảo. Thì hôm nay thầy cho pháp danh là Tâm Ngộ. Thì khi mà có pháp danh rồi đó, ba con gia đình mỗi buổi tối cầu nguyện là ba con là Nguyễn Công Lý, pháp danh là Tâm Ngộ, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho ba con sống thì được an vui khỏe mạnh và có ra đi thì nhẹ nhàng. Bởi vì Đức Phật dạy là thân vật lý này khi mà hình thành được là nhờ cái tinh của cha, trứng của mẹ và cái sự ăn uống và thời tiết vân vân, mà có cái thân vật lý này có thể là 54 năm, có thể là 60 năm, 70 năm, 80 năm, tất cả không ai muốn chết, nhưng mà cái chết không ai tránh khỏi. Tất cả chúng ta đều có một lần qua đời. Rồi bỏ cái thân vật lý này cũng như bỏ cái lớp áo, mình hiểu được vô thường, mình có sợ.
Thì hôm nay á, gia đình á, nhờ cái yểm trợ của đại chúng và có cái lễ quy này, đó là cái lễ quy đặc biệt trên online, thầy hướng dẫn cầu nguyện Tam Bảo, gia hộ và đại chúng nữa nhất tâm cầu nguyện cho ba con được sớm được nhẹ nhàng gặp thuốc gặp thầy, mau lành bệnh về với gia đình, sống ăn vui và hạnh phúc. Nếu ba con mà không đủ duyên ở thế gian này, bỏ cái thân vật lý này cũng về với Tam Bảo cũng không có sao, đừng có lo. Như thầy nói đó, Đức Phật dạy đó là không ai muốn chết, nhưng mà cái chết không ai tránh được, cho nên nó bắt buộc rồi cũng phải ra đi. Thì hôm nay gia đình đã liễu ngộ được lời Phật dạy, đã thỉnh thầy và đại chúng làm cái lễ quy cho ba con, thì thầy cũng đại diện cho Tam Bảo đặt cho ba con là cái pháp danh là Tam Ngộ, là cái tên trong đạo. Từ nay về sau con cầu nguyện là có cái tên pháp danh của ba con được an lành. Thì đại chúng đã chứng minh cái buổi lễ quy đã xong về cái ba nương tựa tâm linh cao thượng. Tiếp theo là năm điều đạo đức, thầy chỉ đọc rồi mấy con sẽ theo đó và thực tập với thầy. Cuối xin Đức Thế Tôn từ bi tiếp nhận cho con làm đệ tử tại gia. Từ nay cho tới trọn đời, con quyết tâm nương tựa Đức Phật, chánh pháp và tăng đoàn, và phát nguyện thực hành năm điều đạo đức trọn vẹn. Hai đứa con lặp lại. Cuối xin Đức Thế Tôn từ bi tiếp nhận cho con làm đệ tử tại gia. Từ nay cho tới trọn đời, con quyết tâm nương tựa Đức Phật, chánh pháp và tăng đoàn, một là tôn trọng sự sống, phát triển tâm từ bi, bảo vệ môi trường thiên nhiên và nuôi dưỡng hòa bình nội tâm bằng cách ý thức không sát hại sinh mạng. Một là tôn trọng sự sống, phát triển tâm từ bi, bảo vệ môi trường thiên nhiên và nuôi dưỡng hòa bình nội tâm bằng cách ý thức không sát hại sinh mạng. Rồi sai xuống một ra. Hai là xả bỏ tâm bổn sẻn, tham lam, phát tâm bố thí, cúng dường và hộ trì Tam Bảo bằng cách ý thức không lấy của không cho. Hai là xả bỏ tâm bổn sẻn, tham lam, phát tâm bố thí, cúng dường và hộ trì Tam Bảo bằng cách ý thức không lấy của không cho. Ba là xây dựng hạnh phúc gia đình, sống chung thủy hợp pháp với người hôn phối bằng cách ý thức không tà hạnh ngoại tình và không xâm phạm tình dục của trẻ em. Ba là xây dựng hạnh phúc gia đình, sống chung thủy hợp pháp với người hôn phối bằng cách ý thức không tà hạnh ngoại tình và không xâm phạm tình dục của trẻ em. Bốn là nói lời chân thật, hòa hợp, ái ngữ và dễ thương, đem lại lòng tin cậy và uy tín lẫn nhau bằng cách ý thức không nói dối. Bốn là nói lời chân thật, hòa hợp, ái ngữ và dễ thương, đem lại lòng tin cậy và uy tín lẫn nhau bằng cách ý thức không nói dối. Năm là bảo vệ sức khỏe tráng kiện, tinh thần minh mẫn, đem lại an vui và hạnh phúc cho gia đình, học đường và cho xã hội bằng cách ý thức không sử dụng các chất say, các chất ma túy, kể cả các việc hút thuốc lá, chơi cờ bạc và chơi các trò chơi game bạo động trực tuyến. Năm là bảo vệ sức khỏe tráng kiện, tinh thần minh mẫn, đem lại an vui và hạnh phúc cho gia đình, học đường và cho xã hội bằng cách ý thức không sử dụng các chất say, các chất ma túy, kể cả các việc hút thuốc lá, chơi cờ bạc và chơi các trò chơi game bạo động trực tuyến. Tốt lắm. Gia đình của mấy đứa con đại diện cho ba đã thỉnh thầy làm cái lễ trao truyền ba nương tựa và năm điều đạo đức. Giờ này ba nương tựa tâm linh cao thượng đã nương tựa rồi, và năm điều đạo đức đã đọc và cố gắng từ nay cho tới trọn đời. Con, hai đứa con và ba mẹ, nhất là mấy đứa con cố gắng thực hành cái lời Phật dạy thay thế cho ba, và phát nguyện làm cái lễ quy dưới sự điều khiển và chứng minh của thầy cũng như đại chúng, yểm trợ cái năng lượng của Tam Bảo
yểm trợ của đại chúng, ba con thầy hy vọng sống thì ăn vui mà ra đi thì nhẹ nhàng không sao hết. Thì hôm nay gia đình đã tỏa ngộ lời Phật dạy, cung thỉnh thầy và đại chúng là cái lễ quy này, thầy chứng tri mọi việc được an lành. Chúng các con đọc theo thầy: lành thay, lành thay, lành thay, lành thay, lành thay, lành thay. Well done, well done, well done. Well done, well done, well done. Sa đu, sa đu, sa đu. Sa đu, sa đu, sa đu. Rồi lạy xuống ba lạy. Rồi bây giờ mời đại chúng chúng ta nguyện đem công đức này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Kính thưa toàn thể đại chúng, cái lễ quy cho anh Nguyễn Công Lý, pháp danh là Tâm Ngộ, vừa xong với sự chứng minh của thầy và sự yểm trợ của Tam Bảo cũng như sự yểm trợ của đại chúng, lễ quy vừa xong. Kính chúc gia đình con, mẹ và hai đứa con được an lành. Thì còn gia đình sau này mà có muốn quy thì lúc đó lên chùa sau, còn hiện tại là ba theo cái phương tiện truyền thông hiện đại là ba có lễ quy là pháp danh Tâm Ngộ. Kính chúc gia đình con và đại chúng được an lành. Nam Mô Phật. Bây giờ buổi bắt đầu chia sẻ pháp thoại tiếp theo. Bây giờ mời gia đình chúng ta, đại chúng có thể mở cái hình ảnh này. Quý vị có thể thắc mắc cái gì, chúng ta có pháp đàm. Hôm nay là chúng ta học pháp đàm. Mời đại chúng ta có câu hỏi gì. Dạ, cô Dư Thí, mời cô. Dạ, thưa thầy, cái âm thanh đó thầy, nhiều khi nó bị trục trặc nữa thầy. Nhiều khi con nghe được và nhiều khi con cũng không nghe được. À, dạ đúng rồi đó. Cái âm thanh có lúc nghe nó rất là tốt, nó rất là trôi chảy. Mà có lúc nghe nó không có trôi chảy. Cho nên nhiều khi... Mất tiếng luôn thưa thầy. Đúng rồi, mất tiếng. Do đó chắc có lẽ là cái buổi lễ này nó rất là quan trọng, cho nên nhiều khi cái sức hút của đại chúng yểm trợ mạnh quá, cho nên nhiều khi nó tắt quá bớt tiếng. Cảm ơn cô Dự Thí nhiều đã cho cái chia sẻ về cái âm thanh. Bây giờ đại chúng nó có cái gì đó, xin đại chúng cứ nghi vấn và trao đổi. Ai có câu hỏi gì? Dạ mời đại chúng. Dạ mời cô Dự Thí lại. Vâng ạ. Là cái này, cái này là hôm cái này mình pháp đàm đó thầy. Dạ pháp đàm có nghĩa là bấm đáp đó, hỏi đáp đó. Dạ dạ. Cái này thì quay lại cái buổi pháp thoại ngày hôm qua, thì thầy có giảng cái vấn đề một lại Phật đó. Thì rồi nếu mà một niệm một Phật đó, thì phước sẽ sanh vô lượng, còn cái kia là hết tội đó, tức là hết trơn tội đó. Thì cái câu anh Triều đọc rất là hay, nhưng mà con cũng không nhớ, nhưng mà đại khái là con nhớ là như vậy. Thì hôm đó hôm nay thì tụi con cũng có đọc kinh Địa Tạng. Thì trong một cái phẩm của kinh Địa Tạng, để con từ hồi nãy con có đọc trở lại để con tìm là cái chỗ nào. Thì có một phẩm con nghĩ là phẩm, con không biết là phẩm nào, nhưng mà Phật Thích Ca có nói với ngài Văn Thù Sư Lợi, thì Đức Phật, để con đọc nguyên cái câu này. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: thì đại khái là nếu gặp quên cái chỗ này, còn mỗi ngày từ ra thì oh.
xin lỗi là ngài Văn Thù Sư Lợi gặp Đức Phật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi. Trong khi cô đang tìm đó thì đại chúng người bạn đồng tu đó, quý vị có cái câu hỏi gì ngoài cái đó ra chúc cô còn lại, quý vị có cái câu hỏi nào tiếp theo không? Dạ mời đại chúng. Con thấy rồi này. Thấy rồi, mời con. Dạ. Này Văn Thù Sư Lợi, coi thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau nếu có chăng thiện nam hoặc người thiện nữ nào nghe danh tự của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc khen ngợi hoặc chiêm ngưỡng vái lạy hoặc xưng danh hiệu hoặc cúng dường nhẫn đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100.000 lần sanh lên cõi trời đau lợi vĩnh viễn chẳng còn phải bị sa đọa vào chốn ác đạo. Thì cái câu hỏi của con là cái câu này, cái câu mà Đức Phật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi thì về ngài Địa Tạng Bồ Tát thì nó khác nhau như thế nào đối với cái câu mà anh chị hỏi ngày hôm qua? Cô lặp một cái câu hỏi đó một lần nữa đó coi. Cô lặp lại. Câu hỏi của con nó là như thế là cái câu mà cô đọc á, cô lặp lại một lần nữa. Này Văn Thù Sư Lợi, qua thần thệ nguyện của Bồ Tát không, đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát hoặc khen ngợi hoặc chiêm ngưỡng vái lạy hoặc xưng danh hiệu hoặc cúng dường nhẫn đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100.000 lần sanh lên cõi trời đau lợi vĩnh viễn chẳng còn phải bị sa đọa vào chốn ác đạo. Dạ rồi, câu hỏi của cô. Dạ, câu hỏi của con là giữa cái câu kinh này với lại cái câu kinh hôm qua của anh Triệu thì hai cái câu này nó khác nhau ở chỗ nào và nó giống nhau ở chỗ nào? Dạ cảm ơn cô. Thật ra thì quý vị biết đó là như thế này. Cái câu mà cô nói là Đức Phật mà nói ngài Văn Thù Sư Lợi đó, trong cái đời sau hoặc là hiện tại mà ai mà tô vẽ đắp hình tượng của ngài Địa Tạng đó thì sau này có thể là bỏ cái thân này để sinh về thế giới cõi trời đau lợi. Thì còn cái câu mà hôm qua đó là cô có nghe âm thanh thầy nói không? Bây giờ nghe thầy ơi, thầy coi điều chỉnh lại đó hay là thầy có nói sâu dầm là sâu quá thì nghe không được đâu. Để thầy đại chúng chờ thầy một xíu nha, nhiều khi cái âm thanh đó chờ thầy một xíu, có cái tiếng gì mà rè rè thầy ơi. Vậy là rõ rồi, thầy biết rồi đó. Thầy biết rồi Đại chúng chờ thầy xíu. Rồi, đại chúng hết nghe cái âm thanh rồi phải không? Thầy nói tiếp đi. Thầy đang gắn cái mic cái dây khác cho nó có rè. Bây giờ đỡ không? Dạ đỡ. Tự gì nhiều khi không nói đó, không để ý, thầy cũng không có để ý. Thầy biết mấy lần đó mà thầy không để ý chứ. Rồi bây giờ đại chúng nghe rõ chưa? Dạ nghe rõ. Nghe rõ rồi, ồ hay quá, rồi cảm ơn nha. Nhiều khi thầy gắn cái máy gió đó cho cái máy laptop nó mát cái máy á, cho nên cái âm thanh nó rè, mà sao mấy bữa giờ không rè mà nay lại rè hả? Rồi cô nghe rõ chưa? Cô Duy Thúy nghe chưa? Đại chúng nghe rõ không? Nếu mà đại chúng nghe rõ thì rõ. Còn cô Dư Thúy rõ không? Rõ. Vậy là cảm ơn cô. Đại chúng nghe rõ rồi không? Bây giờ thầy phân tích nha. Kính thưa toàn thể đại chúng, thật ra thì cái câu mà anh Thiện Hiền nói hôm qua đó là lạy Phật một lạy,
tội nghiệp hà sa, niệm Phật niệm phước sanh vô lượng. Cái câu đó không phải là, quý vị phải nhớ là cái câu đó không phải là cái câu kinh, câu đó là của ông Hòa Thượng Tịnh Không, người ông Hòa Thượng là người ở người Đài Loan mà sống ở bên Queensland đó, bên Úc á, cho nên đó ông Hòa Thượng đó viết, tác giả là hai cái câu đó âm chữ Hán rồi người Việt mình đó phiên âm ra tiếng Việt. Từ đó, đó là cái câu đó là do của ông Hòa Thượng Tịnh Không, chứ không phải là do của không phải là Phật nói, mà không phải là kinh. Kinh có nghĩa là lời dạy của Đức Phật, là Phật nói là ta viết ra thành kinh. Còn cái câu mà nãy cô đọc á là cái lấy trích từ cái kinh Địa Tạng. Thì phẩm đó mà cô vừa đọc á thì Đức Địa Tạng Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi là sau này cái đời hiện tại hoặc là đời sau, những ai á mà viết hoặc là vẽ hình tượng Ngài Địa Tạng hoặc là niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng, sau này bỏ cái thân này sẽ sinh về sinh ở cõi trời Đao Lợi. Cái câu đó đó là trích từ trong kinh Địa Tạng, cái đó là có thiệt. Thì ở đây á, quý vị phải hiểu rằng á là cái câu kinh đó là mục đích á là bây giờ mình nói là Đức Phật đi ha, là mục đích á, trong cái đoạn kinh này á là động viên cho chúng ta để chi á, vừa là nhớ tưởng tới Đức Phật và đồng thời á là vừa là nhớ tưởng tới cái danh hiệu của Ngài Địa Tạng. Cho nên á, khi mà chúng ta đọc tụng là chúng ta lúc nào cũng nhớ đến Ngài Địa Tạng hết. Khi mà chúng ta thực hành cái kinh Địa Tạng á, là chúng ta nhớ tới Ngài Địa Tạng. Quý vị biết đó là hầu như là cái kinh điển Bắc truyền là Mahayana Sutta đó, là kinh điển Bắc truyền, là hầu như á, là mỗi muốn kinh á là đều có một là tán dương, hết là tụng kinh Địa Tạng là tán dương về Ngài Địa Tạng, tụng kinh về Di Đà thì cái tán dương về Đức Phật Di Đà, tụng kinh Dược Sư thì tán dương thì hạnh Đức Phật Dược Sư. Thì cái đó là một cái câu kinh hay cái đoạn kinh, hết mà tụng cái quyển kinh này thì Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng tán dương cho những người hành trì, để thứ nhất là tưởng nhớ về cái danh hiệu. Khi mình tụng kinh Địa Tạng thì mình nhớ Đức Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mà quý vị nhớ là thật ra thì mình đó là một cái điểm khuyến khích cho Phật tử mình nhớ cái tâm Phật, tâm Bồ Tát, nhớ để hành trì cái tâm mình nó khỏi bị tán loạn, tức là luôn luôn lúc nào cũng nhớ cái hình ảnh của các Bồ Tát hoặc là Phật để chúng ta vinh vào đó, để chúng ta nương và nhớ, thay vì chúng ta nhớ những cái chuyện râu ria, những cái chuyện ở bên ngoài rất là trở ngại. Còn ở đây nhớ về Đức Địa Tạng để nhớ là để chi, là cái tâm mình nó thuần thục, nó không có bị tán loạn. Thưa quý vị á, là quý vị phải nhớ rằng á, là chẳng hạn như là những cái bài kinh, nhất là kinh Địa Tạng và kinh Di Đà hay là kinh gì đó, kinh Dược Sư, là hầu như á, là sau này á, là sau khoảng á, Phật vài trăm năm rồi các tổ mới viết ra những cái bài kinh này. Cho nên á, khi mà các tổ mà viết ra đó thì lúc đó người ta kết tập thành kinh điển á, kể cả kinh Địa Tạng, thì các tổ mới viết ra là nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi nói tới Ngài Văn Thù Sư Lợi, rồi từ cái Ngài Văn Thù Sư Lợi và những người Phật tử đó, những người nào mà nhớ nghĩ tới danh hiệu của Ngài và tô đắp hoặc là vẽ hình tượng để khuyến khích cho tất cả chúng ta, nó có hai ý: một là nhớ tới danh hiệu của Ngài, hai nữa là gì, hai nữa là quý vị nhớ là để động viên cho chúng ta làm cái điều lành điều thiện thôi. Bởi vì tô đắp hình ảnh của Đức Địa Tạng là ý nói là động viên chúng ta làm điều thiện. Bởi vì tô xây chùa, tô tượng, đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm. Thì người Phật thập phương có nghĩa là người Phật tử đó, người cận sư nam, người cận sư nữ, hoặc là u bà tắc, u bà di, u bà sa ca, u bà si ca. Thì để chi thấy mà làm việc hộ trì tam bảo, đúc chuông, xây chùa, bất cứ cái việc gì mà lành thì chúng ta cố gắng cộng hưởng vào để hộ trì bằng cách là cúng dường tinh tài tinh vật để làm. Thì cái phẩm mà cô đọc đó là một là nhớ cái danh hiệu, có nghĩa là để đưa tới cái tâm bất, để cái tâm mình khỏi tán loạn, gọi là tâm định. Và thứ hai nữa là luôn luôn lúc nào cũng động viên và khuyến khích quý Phật tử chúng ta làm cái việc lành việc thiện. Cho nên đó, mới có cái vấn đề là tô tượng này, rồi vẽ cái hình ảnh Đức Địa Tạng này,
vân vân và vân vân. Đó là nói về cái khía cạnh bên này á, thì khía cạnh là làm cái từ thiện để cố gắng là cái việc có ý nghĩa để cho đại chúng cùng để đại chúng cùng cùng làm cái điều lành điều thiện thôi chứ không có gì hết. Thì hai cái ý này á, cái ý này và cái câu kinh hồi nãy đó nó khác, hai cái này nó khác. Xin đại chúng hoan hỷ là khi mà thầy nói pháp á, quý vị đừng có mở cái mic lên, nhiều khi mở cái mic á nó nhảy lên nhảy xuống á, rồi cái nó bị cái hình nó bị chập nhấp nhấp nhấp. Thì quý vị thấy á, là câu cái câu mà cô đọc á với cái câu của anh Thiền Hiền đọc qua hoàn toàn là khác, không có trúng. Cái câu của anh Thiền Hiền á là cái câu đó là do ông tổ do ông thầy hòa thượng người Đài Loan là ông thầy hòa thượng Tinh Không đó nói ra, thì do cái ý của ngài, ý của thầy, thầy nói ra là bắt cái người nào mà tu theo cái tông phái Tịnh Độ thì hướng vào đó. Nhưng mà cái câu đó mà suy đi nghĩ lại, nó thứ nhất là nó không có phù hợp với nhân quả, nhân quả không có phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Khuyến khích động viên thì được, còn cái câu mà nãy cô đưa ra nó có hai ý, một là nhất tâm bất loạn là hướng về cái danh hiệu của ngài Địa Tạng, hai là làm từ thiện khi mà gặp cái môi trường xây chùa, tô tượng, đúc chuông, ba cái việc đấy á, thì người Phật tử mình á, thấy nơi nào bất cứ ở đâu phải cố gắng hành trì, cố gắng làm cái điều lành, gieo cái phước lành, phước thiện. Còn câu kia anh Thiền Hiền nói á, thì cái câu đó là nó không có phù hợp nhân quả, khuyến khích thì được, chứ còn mà đi vào chi tiết á, nó không có phù hợp với nhân quả. Bởi vì sao? Bởi vì lại nhưng qua thì bước qua thầy nói đó, lạy một lạy á thì tội diệt hà sa, và niệm một niệm là phước sanh vô lượng, nó có đúng với lời dạy Đức Phật. Khuyến khích thì được, chứ còn mà nếu mà mình nói là lạy một lạy phước sanh vô lượng mà niệm một niệm á là tội diệt hà sa, thì mấy ăn trộm, ăn cướp, ăn cắp, xì ke ma tí nó vô chùa, nó biết nó tội nhiều rồi đó, nó vô chùa nó lạy một lạy cái bao nhiêu tội của nó hết rồi. Hoặc là ăn cắp, hay là nó uống rượu mà lái xe lộn trọn, cảnh sát rượt nó chạy vô chùa, nó thấy chùa có tượng Phật, nó lạy xuống một lạy, cái là tội nó diệt hết, không có bao giờ cảnh sát bắt nó. Cái đó nó không có đúng với nhân quả. Anh uống rượu, anh lái xe không có tỉnh táo, anh bị cảnh sát rượt, bây giờ cảnh sát chặn lại bắt anh đó, là phải phạt cái gì chứ, một cái tích kịch là chắc chắn rồi. Cho nên đó, nói về lạy một lạy mà tội phước sanh vô lượng, hay là niệm một niệm và tội diệt hà sa, cái đó nó không có phù hợp với nhân quả. Cho nên đó, mình phải lưu tâm chỗ này. Hai cái vế này nó khác hoàn toàn. Một kinh Địa Tạng cái vế đó thì nó khuyến khích về làm thiện, làm lành, vung trồng cái đời sống tâm linh, và đồng thời đó là nhớ cái danh hiệu của ngài Địa Tạng để chúng ta đem tới cái tâm bất loạn, tức là cái tâm có định. Còn cái kia không có phù hợp gì hết trời. Những người ác, những người mà xì ke ma tí, những người mà lái xe loạn trọn là vô chùa cảnh sát rượt rồi, mà họ chạy nhanh quá, họ vô chùa cảnh sát chưa rượt kịp mà họ thấy Đức Phật, họ lạy cái tự nhiên tội cái nó hết trọi, là tội diệt hà sa, không có đúng với nhân quả. Mình phải hiểu cái góc độ này. Và thứ hai nữa, mà lạy một lạy là phước sanh vô lượng, quý vị nhớ nè. Nhưng mà phước sanh vô lượng á, bao nhiêu công sức của mình á, những người nè đi tới hiện trường nè, bỏ cái tiền của đi tới cứu trợ nè, giúp gia đình nghèo khổ nè, giúp cho sinh viên nghèo nè, tạo phước điền từ khi mà ba mẹ của mình, và ngay cả mình cũng làm phước rất là nhiều. Phước làm không biết bao nhiêu, mà làm quý vị nhớ là làm ác á thì rất là nhanh, mà làm phước nó rất là lâu. Cho nên cái phước thiện mình phải cần thời gian, mình làm từ từ từ, nó cũng giống như nước nhĩ, nó nhỏ từng giọt nhưng mà nhỏ dần cái chum nó đầy. Còn làm ác chỉ cần tích tắc cái là bao nhiêu công đức mình nó cháy hết, nó mất hết. Cho nên trong trường hợp này á, trong trường hợp này quý vị thấy á, mà khi mà làm ác rồi mà bây giờ mà nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên cái tội diệt hà sa, cái đó nó không phù hợp với nhân quả, không có đúng với chánh pháp. Quý vị hãy nhớ nha, không có đúng với chánh pháp, không phù hợp với nhân quả. Bởi vì nó ăn trộm, ăn cắp, nó lấy chiếc xe rồi nó chạy vô chùa thấy tượng Phật, hay trong cái tam bảo, trong chánh điện đó, nó lại một lại cái tự nhiên cái phước hết trọi à. Cho nên nó, mình học chỗ này, mình hiểu chỗ này, mình thấy nó không có phù hợp chân quả, mà không có phù hợp với lời Phật dạy. Khi mà những ai mà nghe chỗ này á, là chúng ta phải điều chỉnh lại ngay từ bây giờ. Cái câu đó là khuyến khích thì được. Nó là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi lúc thời gian mà rảnh á, niệm Phật để đem đến nhất tâm thì rất là tốt. Chứ còn mà khuyến khích cái câu đó, lạy một lạy mà tội diệt hà sa,
niệm một niệm phước sanh vô lượng là không, thứ nhất là không phù hợp nhân quả, thứ hai là không có đúng với lời Phật dạy. Đó là cái điểm nhấn mạnh chúng ta cần lưu tâm. Nó hai cái vế này nó hoàn toàn khác với cái kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng là khuyến khích làm điều thiện, và đồng thời á là khuyên bảo người con của Phật cố gắng hành trì niệm danh hiệu Đức Địa Tạng để đưa đến nhất tâm. Còn kia là cái câu đó nó không có phù hợp. Đó thì cái nhìn của thầy và cái ý nghĩa của thầy như vậy, thì mời đại chúng chúng ta lưu tri. Quý vị có thắc mắc và chia sẻ gì, mời đại chúng cùng chia sẻ. Và thầy nói một nửa lần nữa, khi mà thầy chia sẻ đi Phật pháp đó, thì quý vị hoan hỷ tắt cái mic giùm thầy, đừng có mở, mà khi nào muốn phát biểu á thì lúc đó mới quý vị mới phát biểu. Ví dụ như là thầy tắt rồi là quý vị nó không có cái hình, nó không có nhá lên nhá xuống. Còn mà thầy đang nói chuyện mà quý vị mở cái mic ra, nhiều khi cái hình nó nhấp lên nhấp xuống nên nó không có thấy được. Cho nên quý vị khi mà cần phát biểu thì quý vị mở cái mic lên đó, thì lúc đó phát biểu. Còn xong rồi đó, quý vị mở lên cùng chia sẻ thì lúc đó đại chúng cùng nghe. Bây giờ mời đại chúng, và vị nào có thắc mắc gì xin đại chúng có đôi lời chia sẻ. Dạ mời cô Như Thí mở cái mic lên, con mở cái mic, mở cái mic, cái micro lên, mở micro. Dạ mời con. Dạ đâu đâu cũng quên thầy ơi. Thì hôm nay con cũng cũng như là theo cái chiều hướng thầy vừa nói đó, thì trong kinh trong cái câu này thì có nhấn mạnh là về đời sau nếu có trang thiện nam, người thiện nữ thì đó là những người tốt. Tất cả thứ này thì những người đó đều họ làm những điều phước để mà được những cái điều mà phước lợi hơn, chứ không phải là họ là cái người tốt rồi thầy. Dạ thì quý vị biết á, là thật ra thì cái thiện nam tín nữ á, thiện hay là cận sư nam cận sư nữ á, nó mới rõ hơn. Hoặc là thiện nam tín nữ là chỉ cho con trai lành, con gái lành của Đức Thế Tôn đó. Còn nó người đời sau nó có nghĩa là gì? Thời đó ví dụ như là thế kỷ thứ nhất, các ngài viết cái kinh Địa Tạng ra, các tổ mình viết á, thì từ chữ Hán rồi sau đó mới chuyển ra tiếng Việt, do các hòa thượng mình chuyển ra tiếng Việt rồi sau mình hành trì đó. Thì nói người đời sau có nghĩa là hiện đời, là ngay bây giờ, hiện tại hoặc là tương lai, những ai mà tô vẽ hình tượng là làm cái điều thiện, điều lành đó, xây chùa, tô tượng, đúc chuông đó. Và thứ hai nữa là niệm danh hiệu của Ngài đó, là cái câu đó rất là ý nghĩa. Còn cái câu nãy mà như cô đưa ra mà so sánh giữa cái câu mà niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lạy Phật một lạy tội diệt hà sa, cái đó nó không có phù hợp với lời Phật dạy và nó không phù hợp với nhân quả. Muốn cho người ta theo mình đưa cái đó mà bảo người ta theo cái đó là nó không có đúng. Dạ thì thầy, cái nhìn của thầy vậy đó, thì đại chúng có gì chia sẻ. Dạ cảm ơn thầy. Dạ cảm ơn cô. Dạ ai? Dạ anh Thiên Hiền, mời anh Thiên Hiền. Dạ xin thầy giảng giải cho chúng con biết á, đại đàn giải oan bạc độ phong linh có hợp pháp Phật giáo nguyên chất không, và được lợi lạc gì cho chúng sinh hữu tình? Thấy thời gian nó cũng gần hết rồi, nhưng mà anh hỏi thì đại chúng có chịu nghe không? Nếu được thì nghe, còn có thì buổi mai đại chúng thấy sao? Dạ, tôi thì để cho ngày mai thầy trả lời tốt hơn. Vậy là đại chúng đều hoan hỷ là ngày mai ha. Ngày mai rồi anh sẽ lặp lại câu hỏi đó rồi mình chia sẻ, để mình sau khi cái thời tụng kinh và cái thời học pháp đó thì lúc đó mình có thời gian để mình chia sẻ cái câu này. Bây giờ cuối cùng quý vị qua cái buổi sinh hoạt hôm nay, quý vị có thấy như thế nào, cảm nhận thế nào, xin mời đại chúng chúng ta có ý kiến và chia sẻ, có thể cảm nhận hoặc là chia sẻ, mời đại chúng cho ý kiến. Dạ quý vị nhiều khi thầy không thấy, quý vị mở mic cho quý vị đi phát biểu cũng được. Đại chúng được hoan hỷ chưa? Chị Thủy cảm nhận như thế nào? Bữa nay đã phát nguyện quy cho ông xã mình là
làm cái lễ quy. Dạ mời chị. Dạ làm lễ con thật là cho cả con người con. Dạ đại chúng hoan hỷ, bởi vì nhiều khi anh em của chị đó, nhiều khi hỏi thăm rồi đó. Rồi mời chị. Dạ con thật là cảm ơn thầy đã cho con được thầy con rất là mừng, con rất là vui, con cảm ơn thầy với cô bác trong Phật đạo, con rất là cảm ơn. Dạ rồi cảm ơn chị ha. Thì như nãy có quý Phật tử có lời khuyên đó, thì cái gì nó đến nó đến, mình đừng có lo. Và hai nữa là bây giờ ông xã đang nằm bệnh viện đó, thì ở nhà với đại chúng có thầy nữa cầu nguyện. Còn ở nhà thì cứ lo sức khỏe, còn ở trong thì anh đã có bác sĩ lo rồi, cho nên mọi việc mình cứ bình thản nha, thì yên tâm. Thì buổi sinh hoạt hôm nay dạ buổi sinh hoạt hôm nay tất cả cô dạ buổi sinh hoạt hôm nay đã hoàn mãn. Kính chúc đại chúng được an lành. Và cuối cùng để cho cái buổi sinh hoạt nó vui vẻ một chút, thầy chia sẻ mời đại chúng hát bài nha. Xin đại chúng nhìn lại màn ảnh và chúng ta sẽ hát bài cho nó vui. Thầy mở bây giờ nghe nó hát cái bây giờ mở thấy nó có lúc lên có lúc không. Để chúng con hãy chờ thầy xíu nha. Nó có nghe thầy ơi, nó cà rạc như nhạc mũi như vậy là cái bữa nay thầy mở cái âm nhạc cái máy của thầy, cái bàn phím nó không nhích nữa. Lý do biết rồi thầy rút cái bàn phím ra cho nên không được. Bây giờ thầy mở được rồi nè, để chúng chờ thầy xíu nha. Rồi có rồi cái bàn phím nó rút điện ra và biểu con ta có. Bây giờ để cho đại chúng sinh động đó, thầy hát bài này cho đại chúng vui. Bài quay về nương tựa nha. Mời đại chúng quay về nương tựa. Mời đại chúng chúng ta tắt mic nha, để chúng ta nghe cái âm thanh này. Xin nhờ đại chúng ngồi nghỉ. Quay về nương tựa hải đảo tự thân, chánh niệm là bụt soi sáng xa gần, hơi thở là pháp bảo hộ thần tâm, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần, thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng nước tình lặng chiếu không gian thênh thang. 1 2 3 quay về nương tựa hải đảo tự thân, chánh niệm là một soi sáng xa gần, hơi thở là pháp bảo hộ thần tâm, năm uống là tăng phối hợp tinh cần, thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng nước tình lặng chiếu không gian thênh thang, nước tình lặng chiếu không gian thênh thang, nước tình lặng chiếu không gian thênh thang. Rồi cảm ơn đại chúng đã sinh hoạt cái buổi hôm nay rất là ý nghĩa. Bây giờ cuối cùng vị nào có phát tâm hát lại lần thôi là để bữa mai. Có ai phát tâm hát lại không? Nếu hát lại thì thầy mở lên, còn không có thì chúng ta hồi hướng. Thấy ai cũng vừa vô tay vừa thổ xuống à.
Rồi, như vậy là thầy biết là đại chúng muốn hát lắm nhưng mà mới bắt đầu cho nên chưa có nhung. Thì thôi để ghi nhận. Chứ còn mới thấy vừa tay cái thầy mới dòm cái đục cái tay xuống liền, nhanh quá, giỏi quá. Rồi bây giờ đại chúng ghi nhận, bữa sau chúng ta sẽ hát và chia sẻ nha. Rồi cuối cùng nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý Phật tử gần xa cũng như chư tôn đức tăng ni đang thính pháp và các chư vị ở nhiều phương khác nhau được luôn an lành trong Phật pháp. Chúng ta nhờ tu học nghe pháp và tụng kinh chúng ta được phước, cho nên khi mà chúng ta tham dự đại chúng mà chúng ta tham dự nhịp nhàng rất là ý nghĩa. Nguyện cầu hồng ân gia tam bảo gia hộ cho đại chúng được vui khỏe, được an lạc, và người thân người thương cũng được an vui. Người sống thì vui mà người bệnh thì mau khỏe, và người ra đi nghe lời Phật dạy được sinh về thế giới an lành. Bây giờ kính mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.